Có ba người bạn của tôi đều là những người mà hút thuốc lâu năm. Và ba người mới quyết định là ok, sẽ cùng nhau, hỗ trợ nhau để bỏ thuốc. Người nào cũng có những cái lý do rất lớn, rất quan trọng. Ví dụ như là bỏ thuốc để sức khỏe của mình, bỏ thuốc để làm gương cho con, bỏ thuốc để giữ gìn hạnh phúc gia đình, bỏ thuốc để nhìn nó văn hóa, văn minh, những dạng như vậy. Ba người rừng rực khí, ngất ngút trời luôn các bạn, để làm cái việc đó. Được một ngày, được hai ngày, được ba ngày, được một tuần, sau một trong ba người tự dưng chịu không nổi nữa, hút một cái. Cái rồi người thứ hai và người thứ ba nhìn thấy người thứ nhất hút, cuối cùng cũng bị cám dỗ, cũng không cưỡng được cái nhu cầu về hút thuốc, cái sự thèm muốn của cái khói thuốc, quay ngược lại hút thuốc. Các bạn biết không, chọn các bạn để mà cùng tạo ra cái thói quen rất rất quan trọng, nó gọi là environment. Phải biết cách chọn những người cứng rắn nhất nha.